Ở nhà không khó, ở nhà cà khịa cùng Duy Khánh. Hi, xin chào tất cả các bạn. Như các bạn cũng thấy thì nãy giờ thì Khánh cũng chỉ có ở nhà thôi và không làm được gì cả. Cho các bạn đang rất khó hiểu về những hành động của Khánh từ nãy tới bây giờ đúng không? Thực ra thì Khánh cũng không hiểu nổi mình nữa chứ đừng nói chi là các bạn. Khánh đang ngồi suy nghĩ, thẫn thờ, vô định. Cái tính của Khánh á, cực kỳ thích cà khịa bạn bè. Khánh rất là thèm cái cuộc sống ở trên đoàn phim, ở trên phim trường. Ở những cái lúc mà được gặp gỡ bạn bè để làm cái gì? Để mình cà khịa, để mình cảm thấy vui hơn. Anh không biết là có ai chung sở thích này với Khánh không, nhưng mà thật sự đó là một cái cảm giác cực kỳ tuyệt vời. Thì những ngày vừa qua, chúng ta bắt buộc phải ở nhà. Và như các bạn cũng thấy tình hình hiện tại, chúng ta phải ở nhà. Thì Khánh cũng vậy. Ở nhà cả một tháng trời. Cả một tháng trời. Không làm được gì hết trơn hết trội hết á. Rồi Khánh cũng không có cà khịa bạn bè được. Đâu gặp đâu cà khịa. Nhưng Khánh nghĩ là đây cũng là cái dịp mà Thượng Đế đã ban tặng cho Khánh, để Khánh phải yêu thương bản thân mình hơn, chăm chút cho sức khỏe của mình hơn, chăm chút cho nhan sắc của mình hơn. Và Khánh bắt đầu quyết định tập nấu ăn. Tập nấu ăn. Wow. Ghê chưa? Trời ơi, Khánh còn cảm thấy là trời ơi, Khánh nể Khánh luôn á. Sao mà Khánh hay dữ vậy á? What the hell? Có nghĩa là hồi đó giờ Khánh rất là ít nấu ăn, nhưng mà ngay thời điểm này thì mình cũng đâu thể nào ra ngoài đường ăn được đâu, thì mình phải tự nấu thôi. Khánh lên trên mạng thì Khánh tìm hiểu về những cái tip để mà nấu ăn, những cái bữa ăn ngon, những cái bữa ăn cơ bản đơn giản trước. Thì Khánh cũng không có dụng cụ để mà nấu ăn. Phải làm sao đây? Khánh chợt nhớ ra một người bạn đồng hành cùng với mình, lúc nào cũng ở bên cạnh mình và mang đến cho mình những cái mà mình thiếu, mình cần. Đó chính là Shopee. Shopee. Thì Khánh lên trên đó ha, Khánh đặt rất là nhiều những cái dụng cụ ở trong bếp, như là nồi niêu, son, chảo, muỗng, đũa, rồi không muỗng đũa thì nhà có. Nhưng mà những cái đồ mà để mà dụng cụ để mà nấu nướng phải không, là Khánh đặt hết cho Shopee, cái gì cũng có hết. Thì sau khi mà Khánh nấu được những bữa ăn cơ bản rồi á, thì Khánh tập làm những cái món ăn nó hay ho hơn tí xíu. Rồi xong, cái Khánh làm xong, cái Khánh nói trời ơi, sao mà mình làm mình ăn thấy cũng ok ghê chứ, mà rất là đẹp mắt trang trí, rồi để lên trên cái dĩa nhìn nó đẹp lắm. Sao mà Khánh lên thẳng chụp lại. Thì Khánh nảy ra được một cái điều mà mình rất là chờ đợi và mong mỏi, đó chính là cà khịa bạn bè qua đường truyền internet. Không có cần phải ra đường, không có cần phải gặp mặt mà vẫn cà khịa được. Làm sao? Khánh chụp hình lại đúng không? Xong cái Khánh gửi cho bạn bè của Khánh, nhưng mà Khánh gửi một hai lần á thì cũng lúc được lúc không, lúc thì nó tức lúc nó không tức, mà mỗi lần nó tức thì Khánh sướng, mà nó không tức thì Khánh rất là bực mình. Khánh nói bây giờ mình chụp hình lại rồi, mình ăn hả hê rồi, mình chờ tới đêm 11, 12 giờ đêm. Cái giấc mà bạn bè Khánh tụi nó đói đêm, đứa nào cũng vậy hết á. Thì Khánh gửi hình qua, Khánh nói chờ hơi mới làm món này xong nè, ngon quá, không biết có ai ăn cùng không chứ ngồi ở nhà ăn con mình ăn sao hết. Bạn bè Khánh đồng loạt đứa nào cũng tức. Trời ơi, tụi nó tức mà Khánh hả dạ hả hê lắm. Trời, Khánh rất là thích cảm giác đó luôn á các bạn. Thì Khánh làm đủ mọi cách hết, thì nó đã chặn hết tất cả các phương tiện, ví dụ như là Facebook hay là những cái mạng xã hội khác của Khánh, nó chặn hết luôn, Khánh không muốn gửi được nữa. Khánh suy nghĩ tích tắc tích tắc tích tắc. Khánh quyết định, Khánh gọi thẳng video call sau khi nấu nướng cho nó, Khánh gọi Khánh ăn cho nó tức. Trời, Khánh bật chờ 11, 12 giờ đêm hiểu không? Cái mình ăn giả bộ, ăn không là ăn thiệt nhưng mà ăn ít hiểu không? Sao mà cứ ăn trời ngon quá nè. Đêm rồi chắc là bây giờ bên đó đang đói lắm ha. Ở nhà có ai nấu ăn cho không? Đó, tại vì Khánh biết là bạn bè của Khánh đó, tụi nó rất là sợ mập, tụi nó không dám ăn đêm, nhưng mà tụi nó rất là sợ cái cảm giác mà nhìn người khác ăn hơn là cái chuyện mà tụi nó sợ mập nữa. Đó, trời, tụi nó tức lắm. Khánh cảm thấy Khánh hả dạ vô cùng. Khánh không biết là các bạn có chung sở thích với Khánh không, nhưng mà nếu như bạn nào có chung sở thích với Khánh thì các bạn có thể áp dụng. Bên cạnh đó, nếu như mà bạn nào mà hồi đó giờ không có nấu nướng thì các bạn thử, trong cái mùa mà chúng ta bắt buộc phải ở nhà như thế này, thì các bạn hãy tranh thủ cái lúc mà chúng ta không thể nào ra đường được như bây giờ nè, thì các bạn ở nhà tự nấu cho mình một cái phần ăn đơn giản cơ bản thôi. Nếu mà được thì mình sẽ làm những cái món mà nó phức tạp hơn đó, thì thử nấu thử ăn đi, cái cảm giác nó còn đã hơn cái việc mình ra ngoài tiệm ngoài đường mình ăn nữa đó. Khánh đã thử và làm được. Mà nếu như các bạn cần những cái dụng cụ mà liên quan trong nhà bếp các bạn không có hay không, thì các bạn cứ lên Shopee. Ở trên Shopee Khánh thề với các bạn luôn là cái gì cũng có. Ở trên Shopee là cái gì cũng có luôn. Cái gì cũng có trên Shopee luôn, Khánh nhấn 3 lần luôn rồi các bạn thấy không? Trời ơi, thật sự luôn, đó là những cái chia sẻ rất là thật của Khánh luôn. Thì các bạn lên trên đó. Còn nếu như hôm nào á, ví dụ như Khánh đi nè, hôm nào mà Khánh ngủ dậy trễ quá, mình không có ăn uống, mình không có nấu nướng được á, mà mình đói bụng cũng không biết phải làm sao. Ở ngoài đường thì cũng đóng cửa hết rồi, thì Khánh lên
Shopee cũng là Shopee. Nó có một cái phần liên kết với lại app Now á các bạn. Lên trên đó, lên Now thì nó sẽ cho các bạn biết được là có những cái quán nào mà đang mở cửa. Bán ship đồ ăn tới á thì đó đặt cho trên đó. Nhanh gọn lẹ, không có tốn tiền ship mà ý là vận chuyển rất nhanh, tất cả mọi thứ đều rất nhanh và Khánh cảm thấy rất hài lòng. Đó, rất là đơn giản, các bạn chỉ cần lên Shopee order, không cần phải ra đường, giao hàng tận nơi, miễn phí vận chuyển. Đó, rất là đơn giản là chúng ta có thể giữ được một cái tình bạn thấm thiết và kháng khích trong những cái lúc mà không có thể gặp được nhau và những cái lúc phải luôn luôn ở nhà như thế này, thấy không? Và các bạn cũng nhớ là phải ở nhà nha, đừng có đi ra ngoài đường. Thực sự luôn á, những lúc này Khánh rất là mong các bạn phải luôn ở nhà 24/7 luôn. Và hãy tập yêu thương bản thân mình nhiều hơn nha. À, và các bạn có muốn coi thử những cái món mà Khánh đã thử làm và đã sử dụng những cái món đó để cà kệ bạn bè một cách thành công chưa? Không phải món này. Ui. Xin lỗi các bạn, đó chỉ là sự cố nho nhỏ thôi. Ta-da! Đây còn một thông tin nữa mà Duy Khánh muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là từ ngày hôm nay cho đến ngày 24/4, Shopee có chương trình ở nhà không khó, có Shopee. Chúng ta chỉ cần ngồi ở nhà, lên trên app Shopee, đặt hàng giao đến tận nơi. Mà giá thì cực kỳ bình ổn ha. Siêu flash sale 3 khung giờ, miễn phí vận chuyển. Quá tuyệt vời. Khánh đã thử, Khánh đã làm được, Khánh thích thú, Khánh mê mệt. Đây là những cái thông tin, những cái điều mà Khánh cảm thấy rất là muốn chia sẻ với các bạn. Và hy vọng là các bạn đừng lo vì chúng ta ở nhà, nhưng mà chúng ta muốn cái gì thì có cái đó. Đấy, Shopee sẽ giúp các bạn. Ở nhà không khó, có Shopee. Bye bye các bạn nha. Chúc các bạn sẽ luôn vui vẻ và có thật nhiều sức khỏe. Dạ, yeah, hãy giống như Khánh. Bây giờ Khánh sẽ lên Shopee đặt hàng tiếp những cái món mà Khánh đang cần. Đón xem tuyệt tình bí kíp ở nhà không khó cùng Shopee và trở thành phiên bản tuyệt vời hơn của bản thân. Hẹn trở lại. Ở nhà không khó có Shopee.